Truy tố cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ. Cựu trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nhờ con gái nhận hối lộ gần 10 tỷ hối lộ. tạm giữ hình sự 62 đối tượng trong vụ tấn công vào trụ sở xã ở Đắk Lắk. Cần bản án nghiêm minh loại trừ cái ác. Truy tố cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Tuấn Anh, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố do những sai phạm liên quan dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Tuấn Anh, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ tỉnh Điện Biên, Phạm Trung Kiên, phó trưởng phòng tài chính kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ, Trần Xuân Mạnh, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Các bị can Nguyễn Thị Khương, nhân viên trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ, Trần Thị Hòa, cán bộ trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ và Trần Thị Vân, giám đốc trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ bị viện kiểm sát tỉnh này truy tố về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Khi nhà nước thu hồi đất và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, theo cáo trạng từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2021, khi thực hiện dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên, các bị can trên đã có những vi phạm liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 6 tỷ đồng. Cụ thể năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ đã giao Trung tâm quản lý đất đai thành phố này tiến hành đo đạc, kiểm đếm, thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên phủ bị can khương đã làm việc với những người của công ty cổ phần chế biến nông sản điện biên công ty có phần đất nằm trong diện bị thu hồi để thực hiện giải quyết những phương án bồi thường tái định cư của dự án khi công ty cung cấp tài liệu khương không kiểm tra xác minh đối tượng bị thu hồi đất có trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định trên phần đất bị thu hồi hay không không có tổ chức lấy ý kiến người bị thu hồi đất mà vẫn lập phương án hỗ trợ để trình lãnh đạo phê duyệt sau khi thấy số liệu khớp với tờ trình, hiệp không xem báo cáo thẩm định của phòng tài chính kế hoạch mà ban hành tờ trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, sau đó ông Tuấn Anh đã phê duyệt phương án trái quy định. Nhà chức trách xác định việc các bị can thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trong việc bồi thường, cây trồng và chính sách hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất gây thiệt hại của nhà nước gần 7 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đánh giá hành vi của các bị can trên là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. Cựu trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nhờ con gái nhận hối lộ gần 10 tỷ hối lộ. Thưa quý vị và các bạn, Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã nhận hối lộ 14,8 tỷ đồng, trong đó có gần 10 tỷ đồng nhờ con gái nhận hộ cựu trưởng phòng 5 lần nhận hối lộ 14,8 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an vừa ra kết luận bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Theo kết luận điều tra, bị can Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc cùng thuộc cấp tự lập 6 dự án cho Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, rồi tham gia đấu thầu chúng cả 6 dự án trong giai đoạn 2016-2019 trong đó hai gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu bà Nga Chi Hoa Hồng cho bà Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh 14 tỷ đồng, Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh 14,8 tỷ đồng và Hà Huy Long, cựu phó phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh hơn 1,8 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra bị can Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, khai sau khi thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016 đến hết năm 2019. Chủ tịch tập đoàn NSG Group, Hoàng Thị Thúy Nga có đến gặp Ngô Vui trực tiếp 3 lần để đưa tiền, hai lần đưa tiền cho Vui thông qua con gái Vui là Ngô Hoàng Anh. Lần thứ nhất khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017, gần Tết âm lịch sau khi thực hiện xong dự án đầu tư thiết bị giáo dục năm 2016, Nga đi một mình đến gặp vui ở phòng làm việc riêng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, Nga đưa trực tiếp cho vui số tiền 500 triệu đồng đựng trong một túi giấy bìa cứng nói cảm ơn vui về việc hỗ trợ giúp công ty NSG của Nga được tham gia thực hiện dự án. Tiếp đó cuối năm 2017, đầu năm 2018, gần Tết âm lịch. Nga đi một mình đến gặp vui ở phòng làm việc riêng, đưa cho vui số tiền 1,5 tỷ đồng đựng trong một túi giấy bìa cứng khoảng cuối năm 2018 đầu năm 2019 gần Tết âm lịch Nga tiếp tục đi một mình đến gặp Vui ở phòng làm việc đưa cho Vui số tiền 130.000 đô la tương đương 3 tỷ đồng đựng trong túi giấy bìa cứng không dừng lại ở đó vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2019, thời điểm này Vui chuẩn bị bàn giao công việc để nghỉ hưu, Nga gọi điện cho Vui nói đưa tiền cảm ơn và hỏi Vui muốn nhận tiền ở Hà Nội hay Quảng Ninh. Vui nói là nhận ở Hà Nội và nhờ con gái là Ngô Hoàng Anh sẽ đi nhận hộ vì nhà Hoàng Anh ở Hà Nội. Nga nói với Vui bảo con gái đến trụ sở công ty NSG của Nga tại Hà Nội liên hệ với chị Tình để lấy tiền. Sau đó Hoàng Anh đã đến gặp chị Tình để nhận túi tiền về đưa cho Vui tại Quảng Ninh. Vui kiểm tra thấy có 350.000 đô la, tương đương số tiền khoảng 8 tỷ đồng. Cuối cùng sau khoảng 2 đến 3 tuần nhờ con gái nhận tiền, lúc này Vui đã nghỉ hưu. Nga có gọi điện nói đã gửi Vui 8 tỷ hôm trước và hôm nay đưa tiếp cho Vui 1,8 tỷ đồng nữa. Sau đó Ngô Hoàng Anh đến trụ sở công ty NSG lấy 1,8 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Ngô Hoàng Anh cũng khai nhận phù hợp với lời khai của bị can Ngô Vui và những người liên quan. Do Ngô Hoàng Anh chỉ là người nhận hộ, không biết trong túi có bao nhiêu tiền nên cơ quan điều tra đã không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra cáo buộc Ngô Vui có vai trò giúp sức tích cực cho bị can Vũ Liên Oanh và Hoàng Thúy Nga trong quá trình công tác, bị can có nhiều bằng khen, giấy khen, thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra. Tác động gia đình nộp lại số tiền 14,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả nên được đề nghị xem xét lượng hình. Tạm giữ hình sự 62 đối tượng trong vụ tấn công vào trụ sở xã ở Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thông tin với phóng viên, lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 62 đối tượng liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở xã ở huyện Cư quin Trong số này có nhiều đối tượng được gia đình đưa đi đầu thú. Bên cạnh việc truy bắt nhóm đối tượng tấn công, cơ quan công an đang tập trung điều tra củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 21 điện thoại di động, thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng cứ khác. Các tài liệu vật chứng đã chứng minh rõ ràng đây là một nhóm có tổ chức, bàn bạc phân công cụ thể với nhiều hoạt động hành vi đặc biệt nguy hiểm. Như tin đã đưa, dạng sáng ngày 11 tháng 6, nhóm đối tượng được trang bị vũ khí bất ngờ tấn công vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu ở huyện Cư Quyên khiến 4 cán bộ công an, hai cán bộ xã hy sinh và ba người dân tử vong. Lực lượng chức năng xác định đối tượng Ato Awin tức Amma mươi 35 tuổi ở huyện Krông Búc, Đắk Lắc là một trong những kẻ chủ mưu khởi xướng vụ tấn công. Tính đến nay, lực lượng chức năng bắt giữ hai nghi phạm liên quan vụ việc. Cần bản án nghiêm minh, loại trừ cái ác thưa quý vị và các bạn, vụ tấn công ở đắk Lắk hôm 11 tháng 6 diễn ra cùng hành vi tội ác man dợ, mất nhân tính, rất đáng lên án, cần được đấu tranh xử lý nghiêm minh để loại trừ cái xấu cái ác ra khỏi đời sống cộng đồng. dư luận đã bàng hoàng khi biết tin vào dạng sáng ngày 11 tháng 6 khi các nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công manh động vào trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cư tu thuộc huyện cư quynh. Tới nay, toàn bộ đối tượng cầm đầu và hầu hết các đối tượng tham gia trực tiếp vụ tấn công nêu trên đều đã bị bắt giữ. Bước đầu, cơ quan điều tra đã ra quy định tạm giữ hình sự hơn 60 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Tại trụ sở điều tra, nghi phạm tên là Yichang khai rằng kẻ chủ mưu hứa hẹn cho mình cuộc sống ấm no, giàu sang, bảo cứ thấy người là giết là xả súng. Nghi phạm tên là Iman Mio thì cho biết người cầm đầu ra lệnh, người dân không nghe theo ý mình là đâm. Hệ quả từ những hành vi tội ác man dợ, mất nhân tính của chúng là 8 đồng chí cán bộ xã, công an xã đã hy sinh và bị thương, đồng thời cướp đi tính mạng của ba người dân trên địa bàn. Chưa tính tới yếu tố vi phạm pháp luật nghiêm trọng, việc lấy đi tính mạng của người khác để con cái họ phải sớm thắt lên đầu vành tăng trắng nhằm giúp bản thân có được cuộc sống sung sướng hơn là rất đáng lên án và cần phải trừng trị nghiêm khắc. Dù pháp luật có những quy định khoan hồng với những kẻ nhận thức được hành vi sai trái, ra đầu thú và ăn năn hối cải. Nhưng chúng chắc chắn sẽ không thoát khỏi tòa án lương tâm. Đây là hình phạt nghiêm khắc nhất mà con người có lương tri phải đối diện. Hình phạt ấy không có không gian, thời gian nhưng tâm can thì nhức nhối cả đời, tiếng xấu thì để lại muôn đời. Bên cạnh đó vụ tấn công ở Đắk Lắk, theo đánh giá bước đầu, nguyên nhân là do âm mưu của các thế lực thù địch. Một số đối tượng phun rô lưu vong kích động, một số người dân tộc thiểu số chia rẽ người Kinh, với dân tộc thiểu số gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài. Dù lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vấn đề này, nhưng thực tế cho thấy Tây Nguyên có vị trí địa chính trị quan trọng về nhiều mặt, đây là địa bàn có đầy đủ 54 dân tộc sinh sống, nhiều tôn giáo đang hoạt động, có yếu tố biên giới. Cho nên các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại, gây mất ổn định chính trị xã hội ở đây, bao gồm việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc kích động nhằm chống phá chính quyền. Gần đây, các thế lực thù địch có chiều hướng chú trọng dùng chất xúc tác mới là lợi dụng việc khiếu kiện của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên về cưỡng chế đất đai tại một số huyện như Ea Súp, Cư Mơ Ga đưa tin vu cáo chủ quyền Việt Nam cướp đất, tước nhân quyền của người dân tộc thiểu số nhưng phải khẳng định rằng đất bị thu hồi có nguồn gốc từ phá rừng thuộc quy hoạch đất nông nghiệp và việc chính quyền các cơ quan nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Dẫu vậy, do không đủ trình độ và thiếu hiểu biết pháp lý, một số người dân đã bị dụ dỗ tham gia hoạt động phản đối các quyết định cưỡng chế, thu hồi Yêu sách đòi chính quyền nếu thu hồi phải bố trí đất tái định cư, đất sản xuất và bồi thường tài sản thỏa đáng, hoặc cương quyết không trả đất cho chính quyền, thậm chí còn thực hiện các hành động hủy hoại tài sản của nhà nước, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Sau đó dưới lăng kính của các thế lực thù địch thì câu chuyện khiếu kiện đất đai thông thường trở nên méo mó, biến dạng, thay đổi bản chất trở thành vấn đề nóng, đó là chính quyền đàn áp, vi phạm quyền tự do tôn giáo, nhân quyền của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Đây là những biến tướng mang màu sắc chính trị cần phải hết sức cảnh giác. Đối với vụ tấn công ở Đắk Lắk ngày 11 tháng 6, các tài liệu vật chứng đã chứng minh rõ vụ việc được thực hiện bởi một nhóm có tổ chức, ban bạc, phân công cụ thể với nhiều hoạt động, hành vi đặc biệt nguy hiểm. Do đó, sau khi điều tra làm rõ, các cơ quan chức năng cần trừng trị nghiêm khắc những kẻ cầm đầu, những kẻ xúi dục người dân thiếu hiểu biết thực hiện hành vi tội ác đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Năm 2018 từng xảy ra vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức phản động Triều Đại Việt thực hiện. Các đối tượng đã đến trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, đặt hai cháy nổ rồi dùng điều khiển đứng từ xa kích hoạt. Vụ nổ làm hai cán bộ công an phường 12 bị thương, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là hơn 380 triệu đồng. Sau đó các đối tượng đều phải lĩnh án tù thích đáng về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Ngoài ra mỗi bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung quản chế từ 3 đến 5 năm sau khi mãn hạn tù. Trở lại vụ tấn công ở Đắk Lắc ngày 11 tháng 6, một bản án nghiêm khắc nhất dành cho những kẻ thủ ác nhằm vào chính đồng bào mình bằng các hành vi man dợ, mất nhân tính là điều mà dư luận hoan nghênh bởi những gì chúng làm không chỉ coi thường pháp luật mà còn làm xáo trộn cuộc sống bình yên nơi buôn làng gây dối trật tự xã hội tra đạp nên tình đoàn kết giữa các dân tộc xâm phạm an ninh quốc gia nhưng nếu được chứng kiến hình ảnh thanh niên bù lão chỉ có gậy gộc thô sơ vẫn luôn sẵn sàng tham gia truy bắt các đối tượng các chị các mẹ nấu cơm tiếp sức cho các tổ chốt chặn và lực lượng chức năng người dân kêu gọi hỗ trợ gia đình cán bộ chiến sĩ đã hy sinh có hoàn cảnh khó khăn chúng sẽ hiểu rằng tây nguyên không chỉ là một địa danh mà tây nguyên còn là máu thịt của đất nước ở nơi phên dậu phía tây của tổ quốc ấy như trong thư chủ tịch hồ chí minh gửi đại hội các dân tộc thiểu số miền nam tại pleiku năm 1946 đồng bào kinh hay thổ mường hay mán Zerai hay Ede, Sedang hay Bana và các dân tộc thiểu số khác đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau. Nó đói giúp nhau, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt.